Hello các bạn có khỏe không nè? Mình chúc các bạn những điều chúc tốt đẹp nhất nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng đi khám phá chợ Chinatown ở bên Hawaii ha. Ở đây á, thì lúc đầu mà trong đầu của mình luôn nghĩ là chợ nó sẽ nằm trong một cái khu nào đó mà mình sẽ đi ở bên trong, nhưng mà ai ngờ đâu khi mà mình tới đó các bạn, là chợ thì nó sẽ nằm là hai bên đường ha. Và ở đây đặc biệt rất là nhiều người vô gia cư sinh sống đó các bạn. Và chợ thì nằm ở hai bên đường, xe thì chạy ở phía giữa, nên các bạn đi thì nhớ cẩn thận, đi sát sát ở bên trong một chút ha, cho nó an toàn ha. Bây giờ thì mình rủ các bạn cùng theo chân mình đi khám phá chợ như thế nào ha. À còn một điều đặc biệt nữa nha, là các bạn nhớ đi trước 3 giờ chiều ha. Tại vì đi sau 3 giờ chiều là ở đây người ta nghỉ bán rồi. Và ở đây có rất là nhiều người Việt Nam sinh sống nữa. Đây là thành viên gia đình của mình đây. Cảm ơn xã nha, nãy giờ vừa cầm vừa quay nó hơi vướng quá. Chợ này nó có tiệm vàng nhiều quá. Ủa có tiệm vàng luôn hả? Đảo rồi. Ừ. Nhỏ đó đẹp hơn. Hai người nhìn đi ngang nhau. Cái này là giá đó hả mợ? 59 sen. Ồ 59 sen một nải như vậy hả? Phao. Ủa tưởng ồ phao hả? Ồ tưởng một nải chứ. Ở ngoài đây phải tối lắm mà ta. Ăn đèn. Trong đó là chợ thịt à. Hương đặt rồi. Ờ bánh cuốn hả? Đặt có 10. No, không cần mua đâu. Ừ. Chủ yếu ờ chỗ họp hội nghị đâu. Một con chim bồ câu đang đi lạc. Ờ, cái bánh bò. Bánh bò 9 đồng. Bánh tiêu 3 đồng. Nghe có tiếng quá. Cái đây nó ăn bánh giấy. Ừ. Ở Hawaii toàn đựng bọc giấy thôi. Ủa đi, ăn rồi sao qua kia ăn kia mở. Bánh mò mình mang về ăn. Ồ ồ đúng rồi. Đây chị Kiều nó ấy ăn công về nhà mình cắt chưa? Dạ, rồi về nhà cắt. Ồ. Quen chỗ quen. Ồ chỗ quen hả? Chết chết bơi. Bà bán hơi mắc quá. Trái dừa mà bán quốc có 7 đồng. Mình hôm qua mình uống hay gì đâu còn rẻ hơn hả chị Thư ạ? À? Ừ. Tại đúng rồi tại bà bán mắc á chứ mình bữa mình uống đâu có mắc vậy. Ủa, ở trong đây cũng có rau nữa hả? Ủa có camera nữa kìa. Cái chanh mà nó uống ghê không nè. Ủa. Chanh mập ghê không? Mua xong thì có tiền. Con bé đang uống thuốc rồi ra mùng ngủ. Chai của tôi tay nát sách mang. Cái gì vậy? Ủa có rau muống rồi mừng quá. Ở Việt Nam thèm rau muống ha. Qua bên đây đi kiếm rau muống muốn khùng luôn. Đâu? Không có đâu. Cái này gì? Đâu gì á? Không phải rau muống. Ủa rau muống nè. Trời ơi một đống. Loại nào có nghĩa là đó ngon á. Loại này nó sao sao có hai bó để lại đó dê đó dê xào rồi chao xào tỏi cho mấy ông nhậu đã ba bó luôn hả dê ok ồ con muốn nhìn ngon quá đâu con muốn đây nó để giá đây là như đây hả mà trời, có biết giá đâu trời đồng chín chín nữa chắc trên đó phải tóm lại không biết giá ba bó là 7 đồng 50 sen xe ở đây nó kẹt quá trời luôn ha. Nè ông Hà với bên Thì vô đi, tôi đứng ngoài kia. Ủa tiệm vàng Việt Nam kìa, kim hải kim gì kìa.
đây tiệm rau đồ, tiệm ngộ nha. Tới đây là kết thúc cuộc hành trình đi chợ tàu. Nó kìa. Đi qua đường Phở Kim Hà. Ấn đi. Ấn sao vậy hả? Chứ vậy thôi hả? Chừng nào màu đỏ nó mình mới được đi mà phải không? Người ta nói được đi thế nào. Kìa đi kìa. Hẹn người này rồi đi. Con thi đi con. Ừ, ở trong đây vẫn người ta vẫn có bán quần áo, bán giày luôn đó. Ủa may đồ. Ủa ở đây hả? Ở đây hả? Đấy các bạn thấy không, chợ tàu nó cũng chỉ có là bao nhiêu đó thôi, nó có ăn uống, nó có nhà hàng và đi chợ. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi, mình thì thích đi ở Waikiki hơn. Video của mình đến đây xin kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.